Chúng tôi sẽ dành thời gian để đề cập đến các bộ phim vừa ra mắt tại các rạp, và tuần này chúng ta có 6 sự lựa chọn, trong đó có một tác phẩm của điện ảnh Việt Nam, đó là Hoa Phong Nguyệt Vũ. Với bộ phim này thì phóng viên Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết cùng với chúng ta. Về bộ phim Hoa Phong Nguyệt Vũ thì đây là một bộ phim hành động, nói chung là mình thấy nó là một cái nồi lẩu thập cẩm, nó chứa rất là nhiều nội dung khác nhau trong bộ phim này và không hề có một tính đồng nhất. Ví dụ như là chúng ta xem phim kinh dị thì cái tone của cái phim này nó sẽ là hồi hộp, nó sẽ mang tính đáng sợ, hay là phim thriller nó sẽ hồi hộp, hay là phim lãng mạn thì nó sẽ mang cái tone nó ngọt ngào. Nhưng cái phim này đạo diễn đã cố gắng đưa hết tất cả các tone phim vào, dẫn tới bộ phim không xác định được thể loại của phim gì. Giống như là một bộ phim mà không có phần mở bài, nó là phần thân bài, muốn kể gì thì kể, câu chuyện mở ra theo rất là nhiều hướng khác nhau. Mình không hiểu được ý đồ dựng phim của cái phim này như thế nào. Giống như những cái cảnh hành động đi thì lại chuyển sang những cái cảnh mang màu sắc rất TVC, cùng với những câu thoại càng viết dài càng tỏ ra nguy hiểm, nhưng thật ra càng dài càng dở. Và nó làm cho chúng ta thấy đây là một bộ phim cố gắng cường điệu hóa mọi thứ lên. Theo nhà sản xuất thì bộ phim này thì họ nói là họ đã áp dụng một cái cách làm phim mới và có thể tiết kiệm được chi phí sản xuất 30%. Nhưng mà mình nghĩ là việc tiết kiệm đó sẽ chỉ thật sự tốt và đúng khi họ tạo ra một tác phẩm chất lượng dựa trên cái việc thể nghiệm đó, chứ không phải họ tiết kiệm xong thì bộ phim của họ lại trở thành một mớ bồng bông và không hiểu gì cả. Đây là một cái trải nghiệm điện ảnh mà mình thấy nó khá là lạ với mình từ trước đến giờ. Vì cơ bản là gì? Nó không tuân thủ theo một logic kịch bản nào, nó cũng không tuân thủ theo một cái cấu trúc ba hồi hay như thế nào đó, mà phần kịch bản nó cứ lung tung, không giải quyết được một vấn đề gì cả. Và đến cuối cùng thì cái tựa Hoa Phong Nguyệt Vũ cũng dựa trên một cái điều mà không ai ngờ tới. Trên thang điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 5 điểm trên 10. Riêng bộ phim này thì Kim Thanh cũng có đi xem nhưng mà xem không hết bởi vì bận việc. Hoa Phong Nguyệt Vũ mình không biết là cái tựa ý đồ của nó là cái gì nhỉ? 4 nhân vật, ừ. Tên của 4 nhân vật. Thì Kim Thanh cũng nghi như vậy, tại trước đó không có đọc thông tin nào hết, mình chỉ thấy là đúng là có Hoa, có Nguyệt và có Phong. Mình chờ là Vũ là ai, nhưng mà chưa tới Vũ thì mình đã đi về rồi. Ngoại trừ như phần Phúc vừa đề cập thì Kim Thanh thấy là bộ phim này cũng tạo được cái không khí rất là tốt. Nhưng mà tốt là nó tốt ngay cái phút ban đầu thôi, nhưng mà để được duy trì cái sự tốt đó thì nó cần nhiều yếu tố. Nhưng mà bộ phim này nó tỏ ra nguy hiểm nhiều quá, và cái sự nguy hiểm đó nó cứ như vậy xuyên suốt cái mạch phim. Cái câu chuyện thì nó cũng hơi rời rạc, cái cách dựng phim, cái kịch bản nó cũng làm cho người ta rất là hoang mang, là không biết ở tại sao cái cảnh này với cái cảnh trước có gì liên quan với nhau hay không, cái đó là cái gì, tại sao nó lại là như vậy. Điều đó cũng sẽ khiến cho các khán giả băn khoăn, khó hiểu cuối cùng là cái bộ phim này nó nói về cái gì. Nhưng mà dù sao, nếu mà chúng ta yêu thích các phân cảnh hành động thì Kim Thanh nghĩ là cũng có một cái lý do để đi xem bộ phim này, bởi vì cái phần đánh đấm của anh Peter Phạm rất là đẹp. Và phim này thì hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và tiếp tục thì chúng tôi xin được đề cập đến bộ phim Kẻ Săn Mộ. Kẻ Săn Mộ được xếp hạng là một trong 10 phim thuộc thể loại phiêu lưu thành công nhất ở Hàn Quốc trong năm nay. Thì phim nói về một nhân vật tên là Kang Dong-gu, do Lee Jae-hoon đóng, là một thiên tài đào mộ khi có thể tìm ra kho báu chỉ bằng cách ngửi mùi đất. Kang Dong-gu rơi vào một cái phi vụ do một ông trùm chuyên sưu tập đồ cổ muốn anh lấy được cái thanh kiếm hoàng gia nằm ở trong một ngôi mộ hoàng gia ở một cái địa điểm mà thuộc gọi là của nhà nước, rất là khó tiếp cận. Thì Kang Dong-gu đã phải lập một cái đội có rất là nhiều thành phần, như là một người vừa ở tù ra chuyên về đào mộ nè, cô em gái ở nhà rất là tài giỏi công nghệ mà kiểu giống như là Suri ở trong Black Panther, rồi một cái anh khảo cổ đã giải nghệ và bây giờ đang đi bán đồ. Thì cái team này họ lên kế hoạch để mà đào được một cái đường đến cái ngôi mộ của hoàng gia để lấy được thanh kiếm trong đó cho ông trùm. Đằng sau đó là những cái âm mưu của mỗi người đều có một cái ý định riêng khi mà tham gia vào cái cuộc đào mộ này. Thì theo mình thấy đây là một bộ phim khá là thú vị của năm nay. Tuy là cái đoạn đầu để mà giới thiệu nhân vật và set up thì nó hơi buồn ngủ, hơi dài, nhưng mà khi phim đã bắt đầu đi vào cái guồng để mà mọi người ra được một cái kế hoạch tới đó thì xem khá là cuốn vào những cái hành động, những cái chi tiết như là mọi người sẽ làm gì và những cái khó khăn gì sẽ xảy ra. Và song song đó là cái sự hài hước nó vẫn được duy trì, cho nên là cá nhân mình thì mình khá là thích bộ phim này. Và đặc biệt là mình thấy là Lee Jae-hoon trong phim rất là đẹp trai, nhưng mà chị Thanh thì cực kỳ phản đối, chị nói là tại sao phim nào mà có anh này đóng là cũng dở. Rõ ràng trong phim là anh cười rất là nhiều mà chỉ kêu là mặt lúc nào cũng nhăn nhó thì cũng không hiểu.
thợ không có đọc hết. Kim Thanh nói là anh này đa phần là cái phim nào là cái mặt cũng nhăn giống như là ai thiếu nợ hoặc là tính mượn tiền á. Thậm chí là Kim Thanh có đặt một cái nickname nhưng mà thôi không tiện nói ở đây. Nhưng mà riêng cái phim Kẻ Săn Mồi thì anh cười nhiều đẹp hơn những phim khác. Mình có nói như vậy. Ví dụ như Kim Thanh xem là Where Stars Land hay là Tomorrow With You, trời sao mà nhăn nhó, lúc nào cũng nhăn nhó, ngay cả lúc vui mình cũng nhăn nhó, cảm giác như người ảnh hồi nào cũng đau khổ hết à. I Can Speak là dù phim đó em không thích nhưng mà ảnh cũng cười dễ thương. Tại vì phim đó không xem, mình đang nói là những cái phim mình xem đó, mình thấy lúc nào cũng nhăn thì mình nói ủa sao mắc mới gì nhăn, mà cuối cùng thành ra cái phim này thì ảnh không có nhăn mà ảnh cười nhiều, cho nên là à lần đầu tiên thấy anh này cũng được chứ không có đến nỗi xấu như là mấy cái phim kia. Cái thứ hai là ngoại trừ cái phần đầu á, là đồng ý về cái cách là nó hơi dài dòng á, nhưng mà cái phần sau thì Kim Thanh coi là nếu mà xét trong một cái bộ phim thuộc thể loại này á, thì Kim Thanh đánh giá nó ở mức là vừa phải, tức là coi cũng được nhưng mà nó cũng không quá thu hút lắm, bởi vì biết sao mọi thứ nó làm dễ dàng quá. Muốn cái nào xét... đặt ra xong cũng sẽ làm được. Ừ, đúng không? Có những cái nó dễ dàng tới mức phi lý, giống như là cái phần chào đầu săn mộ chỗ này chỗ kia á, mình đâu có thấy nhân viên là ai đâu, chỉ có 3-4 người đó mà cũng không phải là đến nỗi mà quá tài giỏi, mà tại sao mà có thể đem chỗ này đồ kia đồ về, trời ơi. Tức là cái kế hoạch sao mà nó đơn giản quá, đơn giản tới mức mà mình cảm nhận là nó bị phi lý. Thì em thấy là người ta xây dựng nhân vật là kiểu những cái người tài giỏi quái gở không, mà nhưng mà những cái nhân vật tài giỏi quái gở của những cái bộ phim mình xem thì mình thấy họ tài giỏi quái gở thiệt, mà phim này không thấy họ tài giỏi quái gở như vậy. Tức là mình hiểu cái ý đồ là cho mọi người thấy như vậy, nhưng mà về cái cách set up các nhân vật đồ cái này cái kia, mình không thấy được cái sự tài giỏi ở nơi họ. Mọi thứ nó bị quá dễ dàng, nó đơn giản quá, giống như là một cái cuộc chơi á, không cảm giác là nó hồi hộp, không cảm giác là nó hứng thú gì hết. Tóm lại là coi cũng được chứ không có dở. Em thấy là cũng hứng thú đó, với lại quan trọng là khúc cuối nó cũng cho thấy là cái mục tiêu của nhân vật chính nó là gì. Cho nên em nghĩ đúng như cái kiểu những phim Hàn Quốc á, là họ xây dựng vào cái câu chuyện của mỗi người nhiều hơn, cho nên là họ dùng cái mấy cái thủ thuật như là một cái mồi thôi. Đó là lý do tại sao mình mới nói là cái phim này nó làm chưa tới. Tại vì có những cái bộ phim nó làm á, cảm thấy là nó phi lý mà mình cảm thấy nó hợp lý trong cái sự phi lý đó. Còn cái bộ phim này cho cảm thấy là nó bị dễ dãi và nó đơn giản hóa các vấn đề đến mức phi lý, chứ nó không thấy cái sự hợp lý trong cái sự phi lý đó. Mà chị so là với phim Hollywood đúng không? Nói chung là mặt bằng các phim Kim Thanh xem, nếu mà đi ra rạp thì gọi là hay thì xem, dở không xem, chứ không có nước này nước kia nữa. Em thấy là với Hàn Quốc vậy là được rồi. Hàn Quốc cũng nhiều phim ổn lắm chứ, nhưng mà cái phim này thì nó ở một cái mức vừa phải. Ví dụ như Kim Thanh sẽ chấm nó 6.5. Và phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một bộ phim của điện ảnh Thái Lan, Riam, Nữ Quái Nổi Loạn. Phim này thì thuộc thể loại hài và phiêu lưu, nói về một cô nàng tên là Riam do Bella Reni thủ vai, sống ở ngôi làng Bang Nam Roy. Thì cô rất là ghen tị với chị gái mình là Ram, vì chị gái xinh đẹp, dịu dàng và giỏi trong mọi việc. Người dân trong làng luôn so sánh Riam và Ram, khiến cho Riam càng khó chịu hơn. Vì vậy mà Riam thường đi chơi và tập luyện võ thuật cùng những người bạn khác như là Sean, To và Mo. Một ngày nọ thì một tên giang hồ có biệt danh Răng Đỏ đã đến và bắt cóc Ram và đe dọa ngôi làng yên bình này. Thì Riam liền lập kế hoạch để giải cứu Ram và dân làng. Liệu Riam có thành công trong kế hoạch này không? Thì bộ phim này theo như truyền thông ở Thái Lan thì cũng là một bộ phim khá là ấn tượng ở phòng vé. Không biết thì chất lượng bộ phim đến đâu, nhưng mà xem qua một trailer cũng như là trích đoạn thì thấy là cũng được. Mình cũng chưa kỳ vọng gì lắm, thì cũng hy vọng là phim có những cái chi tiết hay cái tình tiết gì đó nó mới lạ hơn. Nhìn cái poster thì cái poster không biết khán giả sẽ thế nào, nhưng mà em nhìn cái poster thì em thấy nó hơi kỳ kỳ. Tại vì chưa xem cho nên bây giờ mình cũng không biết như thế nào để nói nữa. Nhưng mà tóm lại ai thích phim Thái Lan thì có thể ra rạp xem, tại nhất là nó có chất hài rồi đó. Việt Nam mình rất là thích kiểu hài của Thái Lan. Phim này hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi và chúng ta tiếp tục với bộ phim Đội Do Thám. Phim này thì thuộc thể loại hành động tâm lý và do Mỹ sản xuất. Nội dung phim nói về 4 người lính Mỹ bước ra khỏi cuộc leo núi khắc nghiệt của một sườn núi ở Ý trong những ngày kết thúc của chiến tranh thế giới thứ 2. Họ bị ám ảnh bởi tên trung sĩ máu lạnh đã giết chết một phụ nữ trẻ, và trên con đường do thám, họ đi theo một người đàn ông già người Ý, nói rằng ông ta biết nơi ẩn náu của kẻ địch mà không biết rằng chuyến đi chết chóc đang chờ đợi họ phía trước. Nó cũng hơi kinh dị đó, có chất thriller ở trong đó.
nhưng mà tên thì nghe nó bình thường quá. Nó hơi chán nhỉ. Yeah. Ít khán giả mà họ chịu đọc cái nội dung nó như thế nào lắm. Ừ. Cho nên cái tên nó phải gợi lên cái gì đó, cái tên này thì hơi chán. Thông thường mà mấy cái phim mà có nói về những người lính á, bà con ít thích xem lắm. Họ cứ nghĩ là có kiểu chiến tranh đồ cái này kia nó khô khan. Yeah. Ừ. Thế thì không biết như thế nào, nhưng mà cái kiểu mà ở trong đây thì nó là một cái câu chuyện khác hẳn. Này nó nói về kiểu tâm lý của người lính bị ám ảnh, bị giết chóc á. Và phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và chúng ta tiếp tục với bộ phim thứ 5 ra rạp, đó là bộ phim Trục Quỷ. Trục Quỷ là phim thuộc thể loại kinh dị, khai thác về một cái bối cảnh có thật, đó là một ngôi nhà bị ma ám rất là nổi tiếng ở Anh đầu những năm 1930. Và câu chuyện phim xoay quanh một sư Linus cùng vợ là Marianne và cô con gái Adeline chuyển tới cái thị trấn nhỏ và sống trong ngôi biệt thự đó. Thì Linus được giáo hội giao nhiệm vụ khôi phục đức tin của dân làng sau khi gia đình mục sư trước đã biến mất một cách bí ẩn ngay trong chính căn nhà mà họ vừa dọn vào. Vì bộ phim này em cũng có tìm hiểu và nó được một số tờ báo như là Starburst đánh giá là phim về ngôi nhà ma ám hay nhất năm nay. Thì năm nay thì cũng không có nhiều phim ngôi nhà ma ám lắm, có thể là cái mức độ của nó không quá xuất sắc, nhưng mà nhìn cái poster thì thấy được làm khá là ấn tượng, cũng như là câu chuyện về bối cảnh mà cái ngôi nhà ma ám này rất là nhiều câu chuyện nghe nó rất là ghê khi mà mình đọc. Thì câu chuyện này còn liên quan đến đạo Công giáo và nó nói về thủ tục khi mà những người phụ nữ bị chữa hoang thì sẽ bị xử tội rất là dã man bởi như thế nào trong cái thời đó. Thì em nghĩ đây là một phim mà dù là phim kinh dị không phải thể loại yêu thích của em, nhưng mà câu chuyện của nó thì em khá là tò mò. Cái này thì Kim Thanh mới tình cờ đọc ở trên Facebook của một bạn chuyên về điện ảnh, thì bạn có nói là khi mà cái cô này gọi điện thoại cho cảnh sát báo là cái nhà có vấn đề gì đó thì hỏi là cô đang ở đâu, thì cô mới nói là cô ở một cái bang tên là như thế này 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 ở đây. Cái bang đó thực ra là một cái bang mà Stephen King đã chế ra trong cái phim kinh dị It. Yeah. Tức là mượn một cái thị trấn không có thật để nói ở trong cái bộ phim này, thì cũng là một cái chi tiết giống như mình thấy crossover. Yeah. Cũng khá là thú vị. Và phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi. Và sau cùng sẽ là tác phẩm Violet Evergarden, Hồi ức không quên, một tác phẩm anime đến từ Nhật Bản. Thì Violet Evergarden có thể là một cái tựa mà sẽ rất là xa lạ với lại nhiều người mà không có quan tâm lắm đến anime. Nhưng mà nó là một cái series rất là nổi tiếng và đình đám ở Nhật, giống như Fate Stay Night phần 3 mà mới chiếu vừa rồi cách đây vài tuần á. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái series này vốn không được mặn mà lắm. Cái phần trước của Violet Evergarden chiếu thì theo như em biết là chỉ thu được khoảng chưa tới 1 tỷ, là một cái doanh thu mà em nghĩ là nhà phát hành ở bên Nhật mà họ nhận được họ sẽ rất là bất ngờ, bởi vì series này rất là nổi tiếng. Nhưng mà không biết là có thể là vì cái làn sóng mà xem anime ngoài rạp do Kimetsu no Yaiba là Thanh Gươm Diệt Quỷ nó đang dồn dập hay không, mà phim này sáng ra em chắc doanh thu phòng vé thì nó đang đứng đầu, cũng là một cái tín hiệu khá là vui. Thì phim này có bối cảnh là nhiều năm sau chiến tranh, thì búp bê ký ức Violet Evergarden vẫn mãi nhớ về thiếu tá Gilbert. Một ngày nọ cô gặp Diet Phil, anh trai của Gilbert, người khuyên cô hãy quên Gilbert và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng với Violet thì đó là điều không thể. Chôn sâu hình bóng của người quan trọng trong lòng, Violet Evergarden vẫn phải cố gắng sống trong thế giới không có người đó. Ngày Violet học được cách yêu thương thì người dạy cô biết yêu thương không còn bên cạnh nữa. Nghe nội dung thì các bạn cũng biết là về một cái cô búp bê nhưng mà có tình yêu với một con người, và cái bối cảnh câu chuyện đó là thuộc chiến tranh, cho nên là tạo hình những cái chi tiết này nọ nó khá là dày, chứ không phải là một bộ phim hoạt hình nó dễ dãi đâu, mà nội dung nó khá là sâu sắc và nó đã đi đến khá là nhiều phần rồi. Đây là một trong những cái phần mới nhất chứ ở bên Nhật. Kim Thanh thì thích đọc truyện tranh chứ mà không thích xem phim hoạt hình cái kiểu anime. Nhưng mà hôm bữa khi mà đi xem phim rạp gia đình Cruz á, thì được xem cái trailer của Violet Evergarden này. Thật sự mình xem cái trailer xong mình bị xúc động. Có những cái tình tiết về cái câu chuyện tình cảm đó. Tại sao là người này yêu người kia mà tại sao người kia lại đối xử như vậy? Và tại sao cô búp bê, cái cảm xúc lúc đó cô không hiểu người ta đối xử với cổ như vậy là như thế nào? Và khi cô có cảm xúc thì cô đã hiểu được tại sao là người ta như vậy. Thì có những cái nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại chạm vào cảm xúc của mình. Kim Thanh thấy làm tốt. Em nghĩ đó là cái khác biệt lớn nhất giữa anime với lại phim hoạt hình của Mỹ á. Gần như phim hoạt hình của Mỹ là chúng ta đều biết là họ làm hướng đến
thiếu nhi và gia đình là chính. Trong khi Nhật có rất nhiều cái anime mà họ xem nó không phải là một phim hoạt hình, mà em cảm giác nó là một cái phim như là phim điện ảnh, chỉ là không có người đóng thôi. Cho nên cái nội dung đề tài nó khai thác rất là đa dạng, như là những cái triết lý về tình yêu, những cái câu chuyện nó là con nít xem sẽ không thể nào thấm được.